Đại Tấn Hoàng Cung, Kim Loan Điện. Nữ đế thay đổi ngày xưa lười biếng chấp chính tư thái, xích hồng sắc tóc xanh co lại đeo miện quan, ánh mắt xuyên thấu qua rèm châu, liếc nhìn nằm xuống quần thần, nói: "Thủ phụ Giang Thương Hải xuất quân xuất chinh, giả truyền thánh chỉ, việc này tạm thời gác lại, đợi ngày sau thanh toán. Hồi báo trước mắt quân tình, thời gian cấp bách, không cần chào." Nhanh chóng nói đến. Lại bộ thượng thư cầm trong tay ngọc hốt, khom người nói: "Thủ phụ đại nhân trước khi rời đi, từng bàn giao vi thần tạm thủ kinh thành, cho vi thần một cái thông tin ngọc tiên. Tại tối hôm qua thủ phụ truyền về quân tình, đại quân cưỡi Sơn Hà Đồ đã tới phương Tây Phật Quốc cảnh nội. Nhưng phương Tây Phật Quốc thế lực rắc rối phức tạp, mấy ngàn năm đến nay, một mực chỉ ở âm thầm trợ giúp, quấy làm phong vân. Thậm chí chư quốc ghi chép bên trong, đối với phương Tây Phật Quốc kết luận đều rất mơ hồ, cho nên thủ phụ đại nhân chính phái trinh sát tiên phong, dò xét tình huống." Đông Phương Lưu Ly ngón tay gõ nhẹ lan can, phát ra thành khẩn âm thanh, tiết tấu gấp rút, hiển lộ rõ ràng nữ đế nội tâm cũng không bình tĩnh. Bản này chính là được ăn cả ngã về không tiến công chớp nhoáng, gắng đạt tới nhanh chuẩn hung ác một kích mất mạng, kéo đến thời gian càng lâu, càng dễ dàng bị người phát giác dị thường. Trăm vạn đại quân cách cảnh, không có khả năng bốc lên qua tất cả người, một khi bị phương Tây Phật Quốc kịp phản ứng, hậu quả khó mà lường được. Phương Đông Đại Tấn, phương Tây Phật Quốc, lưỡng địa khoảng cách vượt qua vạn dặm, Giang Thương Hải lại là xuất lĩnh một chi một mình tiến vào địch quân đại bản doanh. Vạn nhất bị phát hiện, phương Tây Phật Quốc có chỗ chuẩn bị, rất đại khái suất sẽ kéo cái này một chi trăm vạn đại quân tiến vào chiến tranh vũng bùn. Thậm chí, phương Bắc Thế Tông Liên Minh cũng sẽ bỏ đá xuống giếng, cản trở Đại Tấn trợ giúp. Quần thần lo lắng, nhao nhao phát biểu ý kiến. Phương Tây Phật Quốc cương vực bao la, mấy ngàn vạn dặm cương thổ, san sát vô số thiền âm miếu thờ, ức vạn con dân đều là quy y tăng nhân, bọn hắn chỉ thờ phụng thiền đạo. Thế nhưng là, kỳ quái là, những này đến hàng vạn mà tính chùa miếu, chưa từng lẫn nhau liên hệ, giống như là một đám quân lính tản mạn, các nhà các quét trước cửa tuyết, mặc kệ người khác không phải là sự tình. Nhìn như năm bè bảy mảng, nhưng trong lịch sử, phương Tây Phật Quốc mỗi lần tao ngộ nguy cơ, đều sẽ không hiểu thấu biến nguy thành an. Phật Quốc vụng trộm, nhất định có kẻ thống trị, hoặc là một phương nào thao túng hết thảy tổ chức thế lực. Hoang vực từng sinh ra nhiều ít bá chủ, rất nhiều đều tuyên dương diệt Phật khẩu hiệu, cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt, thậm chí thảm tao tai vạ bất ngờ. Vô thanh vô tức ở giữa chớt đi, thủ phụ đại nhân trong thời gian ngắn, muốn bắt được tiềm ẩn tại phía sau màn hắc thủ, nói nghe thì dễ. Thiên Châu Cơ ra uy hiếp lửa xém lông mày, nếu không diệt Phật, mau chóng thống nhất hoang vực, tương lai như thế nào ngăn cản Cơ ra xâm lược. Nhưng Phật quốc tiềm ẩn cực sâu, làm sao tìm kiếm? Không bằng khải hoàn hồi triều, trước càn quét phương Bắc Thế Tông Liên Minh, sau đó lại chậm chậm mưu toan. Nói đến dễ dàng, thủ phụ đại nhân suy nghĩ chu toàn, đã quyết định đánh trước Phật quốc, nhất định có hắn suy tính, ngươi biết cái gì? Lão thất phu, ngươi dám mắng ta, đi, đi ngoài điện, chúng ta luyện một chút. Đi thì đi, ai sợ ai, bao nhiêu năm không có đánh ngươi, vừa vặn ngứa tay khó nhịn. Đông Phương Lưu Ly ngón cái trùng điệp đánh mặt bàn, trong nháy mắt, triều đình một mảnh lặng ngắt như tờ. Lúc trước ồn ào phảng phất giống như chợ bán thức ăn tràng diện, những cái kia tiếng cãi vã, tiếng mắng chửi lập tức biến mất không thấy gì nữa, yên lặng. Để các ngươi thỏa thích phát huy, không phải để các ngươi ồn ào triều đình. Đông Phương Lưu Ly lông mày cau lại, hơi có chút bất đắc dĩ. Đại Tấn thống nhất bộ pháp bước quá lớn, đã kéo tới hạ bộ, dù là lại thông minh tài giỏi thần tử, đột ngột ở giữa, để hắn giải quyết một thế kỷ nan đề, cũng là ép buộc. Mấy ngàn năm qua, lịch đại hùng chủ đều nghĩ bình định Phật quốc, trừ tận gốc cái này cắm rễ tại hoang vực, một mực để rửa não, truyền bá giáo nghĩa làm nhiệm vụ của mình bán hàng đa cấp tổ chức. Nhưng không có người thành công, chớ nói chi là để quần thần tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cái này không thua gì để một cái tiểu học trong lớp học bá, đi tham gia cả nước áo số thi đua. Sau đó vỗ vỗ bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đoạt giải quán quân. Quá nói nhảm. Bệ hạ, đế quân tỉnh, Tô Thanh Thu lặng yên không một tiếng động đi tới, đưa lỗ tai nói, tỉnh. Đông Phương Lưu Ly đôi mắt sáng lên, cuối cùng nghe thấy một tin tức tốt, tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp, lúc này không kịp chờ đợi đứng dậy, phất phất ống tay áo, không kiên nhẫn nói, bãi triều. Dù sao đều không có cách, tốn hao lấy thuần lãng phí thời gian, không bằng gặp một lần tướng công. Quần thần hai mặt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ. Bệ hạ, ngài còn không có một cái ý chỉ đâu, chẳng lẽ liền bỏ mặc thủ phụ đại nhân tự sinh tự diệt, mặc kệ sống chết của hắn sao? Binh bộ thượng thư lo lắng nói. Đông Phương Lưu Ly nhấc lên vạt áo, đang muốn rời đi, quay đầu lại nói một câu, cùng nhìn các ngươi cãi lộn, không bằng đến hỏi đế quân, chấm đi gặp đế quân, cũng là quốc gia đại sự.
Lại bộ thượng thư, tốt có đạo lý, chúng thần thế mà bất lực phản bác. Gặp chuyện không quyết, liền hỏi đế quân, ở đây triều thần tuyệt đại bộ phận, đều là hôm nay thôn hạng mục nhân viên tham dự, rõ ràng đế quân đến tột cùng người thế nào. Đế quân uy nghiêm, như diệu nhật lâm trần, không thua gì đương triều nữ đế, hôm nay thôn, ngói xanh tiểu trúc. Mạnh Khinh Chu trong sân đánh thái cực quyền, linh hoạt gân cốt, một trận quyền cước đánh xong, đâm bước thu quyền, ngạc nhiên nói. Thương thế đều khôi phục, liền ngay cả tu vi cũng càng tiến một bước, tư chất càng là kinh lịch một lần thuế biến, cửu trọng thần tiêu cướp quả nhiên không phải tầm thường. Viên kia đế phẩm phá cảnh đan, sớm phục dụng cũng không tính quá thua thiệt. Két két, cửa sân bị đẩy ra, Đông Phương Lưu Ly bưng một cái khay, đặt vào một chiếc cháo loãng, trở lại đóng lại cửa sân, nên đón tiếp lấy, cười nói tự nhiên, nói, ngươi tỉnh rồi. Mạnh Khinh Chu hơi thở ngửi động, kinh ngạc nói, cháo, đừng nói, thật là có chút đói bụng, bệnh nặng mới khỏi ăn chút cháo phù hợp. Đông Phương Lưu Ly đem cháo loãng để lên bàn, vội vàng đỡ lấy Mạnh Khinh Chu, nói, chậm một chút. Chợt, trong đình viện vang lên muôi chén tiếng va chạm vang. Nữ đế ánh mắt nhu hòa, doanh doanh nhìn chăm chú lên húp cháo Mạnh Khinh Chu, hồi tưởng lại ngày đó, nàng lạnh tật quấn thân, Mạnh Khinh Chu một bát cháo loãng bắt được trái tim của nàng. Hôm nay, phong thủy luân chuyển, đến phiên cá ướp muối trọng thương khỏi hẳn, đổi thành nàng đẩy ra cửa sân, đưa lên một bát cháo loãng. Cháo loãng Khinh Chu. Mạnh Khinh Chu chẳng biết tại sao, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt ý cười, tựa hồ nghĩ đến chuyện vui. Hai người vừa đứng ngồi xuống, một người bưng lấy bát chuyên tâm hút cháo, lực chú ý không tại trong chén, một người hai tay khép lại đặt trước người. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái trước, tâm tư toàn bộ trở lại ngày đó thần thành ẩn cư lúc ước định cả đời. Thương thế như thế nào? Đông Phương Lưu Ly cúi đầu, tóc xanh rủ xuống, thổ khí như lan mùi thơm ngào ngạt hương thơm, dường như nghĩ vuốt ve một chút Mạnh Khinh Chu cái trán. Mạnh Khinh Chu vừa quay đầu lại, vừa lúc gương mặt đụng phải một vòng kinh tâm động phách mềm mại xúc cảm. Ngô, Đông Phương Lưu Ly che miệng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt phi hà một mảnh. Thật có lỗi, không có chú ý. Mạnh Khinh Chu sờ sờ gò má, chợt ra vẻ nghi hoặc, nói. Nhưng là đi, chúng ta đều vợ chồng, chỉ là hôn một cái ngươi còn thẹn thùng đâu. Về sau, ta thật muốn ngươi, chẳng lẽ không phải muốn xấu hổ ngất đi. Đông Phương Lưu Ly ngu ngơ tại chỗ, che miệng động tác đình trệ, giống như là bị người ấn xuống tạm dừng cái nút. Uy nghiêm mắt phượng ứa ra tinh tinh, lộ ra ngốc manh đáng yêu, đầu lưỡi thắt nút, lắp bắp nói. Đồ đần ca ướp muối, ngươi đang nói cái gì à, cái gì muốn ta, ngươi là chỉ, động phòng hoa trúc sao? Năm nay gần 20 tuổi đại tấn nữ đế, nửa đời trước cung đình tranh đấu, giết hết hoàng chữ đạp vào đế vị. 17 tuổi đăng cơ xưng đế, định niên hiệu sau 3 tháng, liền mở ra đại nhất thống con đường. Có thể nói cả đời nương theo gió tanh mưa máu, tại gặp phải Mạnh Khinh Chu trước kia, chưa hề cảm thụ qua thế gian ấm lạnh. Chính là như thế một cái lạnh lùng bá đạo tuyệt tình nữ đế, khi nghe thấy Mạnh Khinh Chu một phen, lập tức lâm vào đứng máy trạng thái, trong đầu hiển hiện từng nhìn lén qua cấm thư hình tượng. Tốt, thật đáng sợ. Loại kia một nam một nữ chỉ riêng không trượt thấp chủng hồ nước trên giường lẫn nhau bác chiến đấu. Thường thường đều là nam mạnh nữ yếu, bị đơn phương chà đạp nghiền ép, chỉ là suy nghĩ một chút, liền toàn thân nổi lên nổi da gà. Mạnh Khinh Chu nhịn không được cười lên, ngón tay mơn trớn Đông Phương Lưu Ly trên trán tóc xanh, ôn nhu nói. Đùa ngươi chơi đâu, chờ ta tiếp tế ngươi một trận hôn lễ, 3 tháng trước một lần kia không tính toán gì hết. Dù sao cũng là sớm ước định cẩn thận giao dịch, không có thật tình cảm, cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Hắn biết, Đông Phương Lưu Ly là một cái bảo thủ quy củ cô gái tốt, đã quyết định làm bạn cả đời, liền tuyệt đối không thể viết ngoáy, dễ dàng để nàng sinh ra cảm giác bất an. Nữ hài tử đều hy vọng có cảm giác an toàn, Mạnh Khinh Chu không muốn nữ nhân của mình có một ngày sẽ hâm mộ nhà khác tân nương. Hừ, Đông Phương Lưu Ly lẩm bẩm, giả bộ như ngạo kiều mân mê miệng, vành tai lại phấn như màu son mặt dây chuyền. Đúng rồi, ta cùng Thiên Châu khách tới giao thủ, không có bị hàng xóm các hương thân trông thấy đi, ta tận lực phong tỏa khí cơ tiết lộ, động tĩnh rất nhỏ, Mạnh Khinh Chu hỏi. Đông Phương Lưu Ly xẹp xẹp miệng, lộ ra hồn nhiên đáng yêu, vụng trộm trợn mắt chừng một cái. Đừng nói hôm nay thôn, cả tòa đế kinh, mấy triệu nhân khẩu tận mắt chứng kiến, động tĩnh đơn giản không thể lại lớn một điểm. Như nàng giơ ngón tay cái lên, ngữ khí từ đáy lòng nói ra, không có đâu, tướng công giấu giếm cực bổng. Ân, vậy là tốt rồi, Mạnh Khinh Chu thả lỏng trong lòng. Chỉ cần không có bị người phát hiện liền tốt, xem ra tốc chiến tốc thắng quyết sách hết sức chính xác. Trốn ở thiên phòng bên trong, chui ra 3 viên đầu, rình mò lấy trong đình viện một nam một nữ. Các ngươi nói, bệ hạ làm sao còn không nói chính sự, tranh thủ thời gian hỏi thăm đế quân đối sách nha.
lại bộ thượng thư truyền âm cho hai nữ phàn nàn, gấp đến độ thẳng dậm chân. Đã nói xong vì quốc gia đại sự đâu? Làm sao? Nói chuyện yêu đương chính là Đại Tấn Vương triều đại sự sao? Ân, kỳ thật như thế cũng đúng, vì hoàng thất khai chi tán diệp nha. Nhưng việc quan hệ thủ phụ đại nhân an nguy, Đại Tấn quốc vận, có thể nào có nửa điểm qua loa. Tô Thanh Thu cùng Ngọ Điệp hai cặp mắt to nhào linh, song song lộ ra rì cười, nghe thấy lại bộ thượng thư phàn nàn truyền âm, đồng thời liếc mắt. Uy uy uy, thượng thư đại nhân, xin ngài làm rõ ràng, đế quân không rõ ràng thân phận của mình. Chẳng lẽ để bệ hạ không có một chút khúc nhạc dạo, trực tiếp chạy tới liền hỏi, không cảm thấy quá tận lực à? Tô Thanh Thu nói. Lão đầu chính là lão đầu, không chút nào giải khôi hài, đế quân cả đời đại sự, chính là Đại Tấn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ngọ Điệp không lưu tình chút nào đổi một câu. Hắc, lại bộ thượng thư một đôi lão mắt trừng lớn, quay đầu nhìn qua hai nữ. Tô Thanh Thu giật nảy mình, đơn độc truyền âm cho Ngọ Điệp, nói, uy, đây là lại bộ thượng thư, cũng không phải phổ thông tiểu lão đầu, ngươi chút tôn trọng. Ngọ Điệp chặn lại nói xin lỗi, chắp tay chào, có mắt không biết Thái Sơn, chớ trách chớ trách. Lại bộ thượng thư tâm mệt mỏi vô cùng, tùy ý khoát khoát tay, lười nhác truy cứu. Đông Phương Lưu Ly bỗng nhiên phát ra kinh ngạc âm thanh, nói, ai đúng, nghe nói Đại Tấn Vương triều hướng Tây Phương Phật Quốc tuyên chiến, thủ phụ Giang Thương Hải xuất quân thân chinh, ngươi biết không? Trong phòng bếp, Mạnh Khinh Chu rửa chén chỉnh lý tốt, vẫy khô hai tay, cảm thấy ngoài ý muốn nói, thật, Đại Tấn hướng Tây Phương Phật Quốc tuyên chiến, còn đem túi khôn Giang Thương Hải cử đi chiến trường, ân, để cho ta ngẫm lại. Nữ đế đây là gặp phải rất mạnh địch nhân, lửa xém lông mày, muốn thống nhất hoàng vực, cho nên phái ra Giang Thương Hải xuất chinh phương Tây Phật Quốc, rất sáng suốt quyết định, nhưng chiến tranh sách lược dùng sai. Mạnh Khinh Chu pha được hai chén trà, bỏ vào một cửu dương trích tâm liên, nóng hôi hổi nước trà đưa tới Đông Phương Lưu Ly trước mặt, ngậm miệng không còn nói về phương Tây Phật Quốc tương quan công việc. Đông Phương Lưu Ly nháy nháy con mắt, ánh mắt mong đợi dần dần hóa thành nghi hoặc, nghiêng đầu nói, ngươi tại sao không nói? Có cái gì tốt nói, tùy bọn hắn đi, Mạnh Khinh Chu nói. Trốn ở thiên phòng bên trong lại bộ thượng thư, nghe vậy một cái giật mình, nhảy lên cao ba thước, phát ra một tia động tĩnh ngọa tào, đế quân đừng như vậy a, mau nói nha. Ai? Mạnh Khinh Chu quay đầu. Đông Phương Lưu Ly tiếu dung cứng ngắc, nghiêng đầu dư quang hung hăng chừng một chút hậu phương, mặc kệ các ngươi nghe lén chân tường coi như xong, còn dám làm yêu. Không có, một con chuột, Đông Phương Lưu Ly giải thích nói, lập tức tiếp tục nói bổ sung. Ngươi dù sao từng đảm nhiệm Đại Tấn chức thị lang, ta đã từng là nữ đế ngự tiền nữ quan. Bây giờ tuy là ẩn cư, nhưng cũng tại Đại Tấn quốc bên trong, trò chuyện một chút cũng không có việc gì nha. Mạnh Khinh Chu kiên quyết lắc đầu, nói, không nói. Đông Phương Lưu Ly nghiến chặt hàm răng, do dự dự quay đầu nhìn một chút thiên phòng, sau đó hai tay nắm ở Mạnh Khinh Chu cánh tay, lắc tới lắc lui, mềm manh đáng yêu nũng nịu. Van cầu ngươi nha, Khinh Chu ca ca. Ta rất hiếu kỳ nha. Mạnh Khinh Chu choáng váng, giống như là bị đánh một châm thuốc trợ tim, trong nháy mắt thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng. Nhà mình nàng dâu lần thứ nhất nũng nịu bán manh, đơn giản chịu không được, lực phòng ngự lập tức về không. Tốt tốt tốt, vậy liền đơn giản trò chuyện chút đi. Mạnh Khinh Chu thản nhiên ngồi xuống, nhấp một miếng nước trà, lạnh nhạt nói. Phương Tây Phật Quốc khởi nguyên không cách nào khảo cứu, nghe nói là một khổ hạnh tăng, từng trong sa mạc đào móc đến một cái Phật tượng, phía sau liền có kéo dài ngàn vạn dặm Phật Quốc. Kinh lịch nhiều năm phát triển, Phật Quốc ra đời từng vị thiền đạo người tu hành, dần dần sinh ra một vị Phật Tổ, tên là Phổ Độ. Phổ Độ Phật Tổ, một vị thiền đạo góp lại người, theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã tu thành Phật Tổ, hắn thành lập một cái thế lực, tên là Linh Sơn. Lời vừa nói ra, Đông Phương Lưu Ly mắt phượng lập tức híp lại. Lại bộ thượng thư vuốt râu tay đột nhiên cứng đờ, ngây người ở giữa giật xuống một túm sợi râu, đau hắn nhe răng trợn mắt. Lại không dám kêu to lên tiếng, nhịn đau cho hôm nay trong thôn một vị lại bộ quan viên truyền âm. Nhanh tra một vị tên là Phổ Độ Phật Quốc tu sĩ. Phân phó xong, lại bộ thượng thư đem giật xuống sợi râu nhét vào túi, cau mày, tâm tình rơi xuống đáy cốc. Phật Tổ xưng hô, trong mắt thế nhân, chỉ là một vị hư vô mờ mịt thiền đạo đại thành người, đại khái xuất không tồn tại, vẻn vẹn đám kia con lửa chọc phán đoán. Lại không nghĩ rằng, Phật Tổ chân thực tồn tại, mà lại sáng lập một cái tên là Linh Sơn tổ chức. Phổ Độ Phật Tổ, thật là cường đại cỡ nào, lại bộ thượng thư trong lòng thầm nghĩ. Đông Phương Lưu Ly đồng dạng kinh ngạc không thôi, hỏi, thế gian coi là thật có Phật Tổ. Mạnh Khinh Chu khẽ vuốt cằm, giọng điệu thổn thức, coi là thật, vạn dặm Phật Quốc, ức vạn vạn thiền ngồi niệm kinh hòa thượng, miếu thờ bên trong cung phụng đều là Phổ Độ Phật Tổ kim thân pho tượng, hạo như yên hải hương hỏa,
toàn diện hội tụ ở phổ độ một thân một người, có thể nói thống vạn dân chi lực, gia tăng một người, ngạnh sinh sinh tạo ra một vị thần minh. Nghe thấy lời ấy, Đông Phương Lưu Ly nắm đấm không tự giác siết chặt, miễn cưỡng vui cười, nói: "Nghe nói, thủ phụ Giang Thương Hải xuất lĩnh đại quân, len lén lẻn vào Phật quốc, còn tại tìm kiếm thời cơ, dò xét Phật quốc người chủ sử sau màn, ngươi cảm thấy hắn sẽ bị phát hiện sao?" Mạnh Khinh Chu hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc. Không phải nói đường đường chính chính tuyên chiến sao, tại sao lại đổi giọng là ẩn núp nhập cảnh? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, khả năng nói sai, cũng có thể là không nói rõ ràng. Phương Tây Phật quốc cực kỳ thần bí, phổ độ Phật tổ mấy trăm năm trước đã đạt đến nửa bước kình thiên cảnh. Thủ phụ Giang Thương Hải muốn lấy Sơn Hà Đồ vì tái cụ, tiềm ẩn trăm vạn đại quân, không quá hiện thực, theo ý ta. Mạnh Khinh Chu lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, thủ phụ chỉ sợ từ khi tiến vào Phật quốc cảnh nội, liền bị phổ độ Phật tổ phát hiện. Tuyệt đối đừng xem nhẹ phổ độ Phật tổ, hắn cũng không phải là nửa bước kình thiên, mà là hơn nửa người đều chen vào kình thiên cảnh phạm trù. Lời vừa nói ra, Đông Phương Lưu Ly ánh mắt ngưng tụ. Tu sĩ muốn đột phá kình thiên cảnh, không riêng cần tu hành cảm ngộ, còn muốn đem tu hành đạo tắc, triệt để dung nhập tự thân. Kình thiên cảnh trước kia, tu hành đại đạo là cùng thiên địa cộng minh, đạo tắc không hoàn toàn thuộc về mình. Mà kình thiên cảnh tu sĩ, tu hành đạo tắc, đem hòa tan vào thân thể. Chính mình là đại đạo, chính mình là thiên địa. Kình thiên cảnh tu sĩ, dù là chết đi, đều sẽ còn sót lại một con đường thì vĩnh viễn tồn tại. Phổ độ Phật tổ đã hoàn thành đại bộ phận trước đưa nhu cầu, đại đạo triệt để dung nhập bản thân, chỉ cần lại rèn luyện một phen. Hoàn thiện trong thân thể không gian vũ trụ, liền có thể nước chảy thành sông đột phá kình thiên. Ngụy Kình Thiên, Đông Phương Lưu Ly thở sâu, trong lòng hiển hiện ba chữ. Phương Tây Phật quốc thế mà ẩn giấu đi một vị Ngụy Kình Thiên tu sĩ, khó trách Mạnh Khinh Chu sẽ nói, phổ độ đã tu thành Phật tổ kim thân. Viễn cổ thời đại, từng có Phật tổ chiếu cố chúng sinh, từng lưu một lời, thiền đạo tu sĩ, Kình Thiên liền có thể xưng tổ. Mạnh Khinh Chu tiếp tục nói ra, không chỉ như vậy, phổ độ Phật tổ khai sáng Linh Sơn, đồng dạng không thể khinh thường, Linh Sơn phân loại có 18 vị La Hán, tứ đại quan âm, đều là triều huy cảnh. Cho nên nói, coi như phổ độ Phật tổ không có phát hiện thủ phụ xuất lĩnh đại quân, thời khắc giám sát vạn dặm Phật quốc 18 vị La Hán cùng tứ đại quan âm, sớm muộn cũng sẽ phát hiện mánh khóe. Đông Phương Lưu Ly nói ra, kia thủ phụ, chẳng lẽ không phải nguy hiểm, chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút nữ đế. Mạnh Khinh Chu cười lắc đầu, vuốt ve nàng mềm mại tóc xanh, cười nói, không cần. Giang Thương Hải có thể lấy bàn sơn cảnh tu vi, cao cư trụ quốc chi ngậm, bằng vào là thông kim bác cổ học thức cùng viễn siêu không phải người mưu lược. Chúng sinh tự có chúng sinh mệnh số, đại tấn ân tình, tướng công của người ta đã trả hết nợ, tương lai bọn hắn có thể đi đến một bước nào, có thể đi bao xa, cùng người ta không quan hệ, ta không muốn gặp lại ngươi, vì đại tấn mà lâm vào nguy hiểm. Lần này, Thiên Châu Cơ ra dưới trướng đột nhiên đến thăm, cho Mạnh Khinh Chu gõ cảnh. Trước đây, hắn coi là Long Ngạo Thiên nhân vật chính chất bất đắc kỳ tử, liền không có uy hiếp, ít đi rất nhiều cố kỵ, làm việc có chút vượt qua tiêu chuẩn. Nếu như hắn lẻ loi một mình, cũng không cần lo lắng quá nhiều, nhưng bây giờ không giống, phía sau hắn có một ngôi nhà. Có Hồn Nhiên Nha Hoàn Tô Thanh Thu, có Ngọ Điệp, có Hiền Lành Thê Tử, còn có Đại Hoàng cùng nhiệt tình các thôn dân. Những người này đều rất bình phàm phổ thông, bọn hắn không chịu đựng nổi tu hành giới sóng to gió lớn. Lẫn vào kịch bản cung cấp cho mình mặc lên nhân quả. Nhân quả tuần hoàn, một ngày kia từ nếm hậu quả xấu thời điểm, khó tránh khỏi sẽ không liên lụy người bên cạnh, đây là kết thân bằng không chịu trách nhiệm. Cho nên, Mạnh Khinh Chu kiên quyết không tham dự, không có chút nào đi, chỉ để đương một người đứng xem. Nghe vậy, Đông Phương Lưu Ly giờ khóc giờ cười, không biết nên cao hứng hay là nên khóc lớn một trận. Ân, ta biết ngươi vì tốt cho ta, Đông Phương Lưu Ly khó chịu nói. Bị người thương quan tâm thương yêu, cố nhiên ấm lòng, nhưng ngươi đối nữ đế phải chăng quá lạnh lùng một chút. Những này Phật quốc bí ẩn, cổ kim vãng lai nhiều ít hào kiệt, nỗ lực nhiều ít cố gắng, cũng không từng làm rõ ràng. Ngươi là thế nào biết đến, chẳng lẽ lại là từ thời gian chi đạo bên trong nhìn thấy sao? Đông Phương Lưu Ly như cái hiếu kỳ bảo bảo, trông mong nhìn qua Mạnh Khinh Chu. Mạnh Khinh Chu trong lòng xấu hổ, không tự giác sờ mũi một cái, nói không tỉ mỉ nói. Ân, xem như thế đi. Đông Phương Lưu Ly im ắng sợ hãi thán phục. Thế nhân cuối cùng đối thời không chi đạo lý giải quá nhỏ hẹp. Xa xa đánh giá thấp cái này một cấm kỵ chi đạo kinh khủng. Mới triều huy cảnh sơ kỳ mà thôi, liền có thể nhìn thấy cổ kim bí ẩn, dự báo tương lai. Nếu như đột phá kình thiên đâu, vậy còn không đến nghịch thiên. Có đôi khi, thật cảm thấy 3 năm trước đây, kia một trận mưa đêm, người ta lần đầu gặp nhau giống như là một giấc mộng. Đông Phương Lưu Ly bỗng nhiên cảm xúc dâng lên,
ôm Mạnh Khinh Chu cái cổ, ngồi tại trên đùi của hắn, gương mặt tựa ở trên vai của hắn, nói khẽ. Đông Phương Lưu Ly vụng trộm duỗi ra làm chỉ hướng sau lưng một chỗ thiên phòng một điểm. Ngay tại rình coi tổ ba người, chợt cảm giác trước mắt bị người bịt kín miếng vải đen, nhìn không thấy bất cứ vật gì, liền ngay cả lỗ tai thính giác đều bị che đậy. Đến, lại bộ thượng thư triệt để bất đắc dĩ, nên bệ hạ cùng đế quân kể một ít nhận không ra người thì thầm thời gian. Oa, đây chính là đế quân cảm thụ sao, cùng ta tưởng tượng bên trong khác biệt, người mù trước mắt cũng không phải là một vùng tăm tối, mà là không có bất kỳ cái gì nhan sắc chỗ trống, tốt cảm giác hít thở không thông. Tô Thanh Thu hướng Ngọ Điệp truyền âm, mới lạ sau khi lại có chút thất lạc. Nguyên lai, đế quân mỗi ngày đều phải nhẫn thụ loại này dày vò. Ngọ Điệp thở dài, có lẽ đây chính là tu hành cấm kỵ chi đạo đại giới đi, thế gian có một cây thiên bình, có được có mất, mới là nói. Mộng, giải thích thế nào? Mạnh Khinh Chu nghi hoặc. Đông Phương Lưu Ly ôm sát một chút, sợ hắn đột nhiên muốn biến mất, lẩm bẩm nói. Mộng hư ảo mờ mịt, luôn cảm thấy ta thực sự quá may mắn, có lẽ ta cả đời này vận khí đều dùng tại ngày đó. Mạnh Khinh Chu cười, nói, hoắc, cả một đời vận khí sao, kia đại giới cũng không nhỏ. Nhưng rất đáng, Đông Phương Lưu Ly nhắm mắt lại, ôn nhu nói. Khinh Chu, ngươi nói Linh Sơn đến tột cùng ở đâu a? Ẩn tàng như thế bí ẩn, mấy ngàn năm qua vô số người từng tìm kiếm hỏi thăm dò xét, từ đầu đến cuối không thấy tung tích. Đông Phương Lưu Ly ngồi tại Mạnh Khinh Chu hông eo bộ, hai tay ôm cái cổ, chóp mũi đụng vào cùng một chỗ, nhẹ giọng kể ra. Mạnh Khinh Chu hầu kết nhấp nhô, cảm thụ đập vào mặt ấm áp khí tức, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, làm cho người không nhịn được muốn thưởng thức. Linh Sơn, Mạnh Khinh Chu kéo lại Đông Phương Lưu Ly doanh doanh một nắm vòng eo, lạnh nhạt nói. Xa tận chân trời, tìm không thấy cũng không ý vị giấu được sâu, mà là nhìn không thấy sờ không được. Linh Sơn chính là một kiện đại đế cấp bậc linh bảo, truyền thừa tại khai thiên thời đại Không Ta Vô Tướng Phật Đà. Không Ta Vô Tướng Phật Đà sáng tạo Linh Sơn, chỉ giao phó ba loại công năng. Đông Phương Lưu Ly hiếu kỳ nói, cái nào ba loại? Nghe vậy, Mạnh Khinh Chu cười không nói, đầu ngón tay điểm một cái bờ môi của mình. Không cho điểm nếm đầu, vậy liền không nói. Cá ướp muối, ngươi xấu đi. Đông Phương Lưu Ly trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, lông mày hạ là còn giống như một dòng thanh thủy xấu hổ, đôi mắt đẹp, trắng nõn hai má ửng đỏ, nhắm mắt lại, thò người ra nhẹ nhàng vừa chạm vào. Mạnh Khinh Chu lúc này mới vừa lòng thỏa ý, nói. Linh Sơn ba loại công năng theo thứ tự là vô tướng, vô cự, vô lượng. Vô tướng chính là để Linh Sơn đại ẩn ẩn tại thành thị, dù là gần ngay trước mắt, nếu không có mở cửa chìa khóa, trừ phi kình thiên đích thân đến, nếu không không người có thể tiến vào Linh Sơn. Không chỉ có như thế, vô tướng còn đại biểu tự do co duỗi lớn nhỏ, có thể bao trùm ngàn vạn dặm, cũng có thể nhỏ bé như hạt bụi. Vô cự giao phó Linh Sơn chỉ xích thiên nhai thần tốc. Vô lượng để Linh Sơn trọng lượng, đã như nặng như tiên sơn, cũng có thể nhẹ tựa lông hồng. Mạnh Khinh Chu nghiêng đầu, ngón tay sờ sờ Đông Phương Lưu Ly mũi ngọc tinh xảo, nói, hiện tại, rõ chưa? Lời vừa nói ra, Đông Phương Lưu Ly đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh hãi. Linh Sơn là đại đế cấp bậc linh bảo. Toàn bộ hoang vực, đếm kỹ cổ kim, đại đế linh bảo số lượng bất quá một tay số lượng. Trong đó rất nhiều đều di thất tại mênh mông tuế nguyệt bên trong. Phương Tây Phật Quốc giấu quá kỹ, một kiện đại đế cấp bậc linh bảo, tự khai thiên thời thay mặt truyền thừa xuống, vậy mà không có để lại đôi câu vài lời dã nghe giật sử. Vô tướng, vô cự, vô lượng, Đông Phương Lưu Ly trong miệng thì thào, lặp lại một lần, sau đó nói ra. Như vậy, Linh Sơn đến tột cùng ở đâu? Mạnh Khinh Chu nghiêng đầu một chút, gãi gãi cái chán, trong lòng cảm thán nhà mình nàng dâu thật là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Mỗi lần phát sinh đại sự, nàng kiểu gì cũng sẽ hướng hắn cầu dạy, kiên nhẫn truy vấn toàn bộ chi tiết. Khó trách có thể bị nữ đế Tần Lưu Ly coi trọng, phần này cẩn thận, lãnh đạo nào gặp không thích. Ta nói qua, Linh Sơn xa tận chân trời, Mạnh Khinh Chu nghiêng đầu, màu đen tơ lụa tiếp theo song đồng mắt mặc dù đóng chặt, lại phảng phất có một đôi ánh mắt, xuyên thấu vạn dặm non sông, nhìn về phía phương Tây Phật Quốc, lạnh nhạt nói. Phương Tây Phật Quốc ngàn vạn dặm cương vực, đỉnh đầu kia phiến thương thiên, chính là mở ra vô tướng, vô lượng hai loại công năng Linh Sơn. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, trời trong vang lên một tiếng lôi đình phích lịch. Giống nhau Đông Phương Lưu Ly trong đầu lôi đình cuồn cuộn, nhưng nàng vẫn chấn định như cũ, chỉ là thân sắc hơi có vẻ lạnh như băng chút, mắt phượng ấp ủ phong bạo, nhếch môi đỏ không nói một lời. Trốn ở thiên phòng bên trong lại bộ thượng thư, phong ấn đã sớm giải trừ, nghe thấy lời nói này, hô hấp một nháy mắt đình trệ. Một đôi đục ngầu lão mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, miệng có chút mở lớn, màng nhĩ giống như là bị người đánh xuyên qua, bên tai vang lên dòng điện sàn sạt vù vù âm thanh, cả người đều không tốt.
Lại bộ thượng thư lập tức truyền âm nữ đế, lo lắng nói: "Bệ hạ, thủ phụ đại nhân giờ này khác này, tất nhiên bại lộ. Phật quốc Thương Thiên chính là linh sơn chỗ, thủ phụ trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào Phật quốc cảnh nội, không khác khua chiêng gõ trống chui vào ổ thổ phỉ, mời bệ hạ thánh tài, định thượng sách, cứu vớt thủ phụ trụ quốc." Đông Phương Lưu Ly không có nóng lòng trả lời, mà là quay đầu nhìn thẳng vào Mạnh Khinh Chu, nói: "Khinh Chu, nếu ngươi là nữ đế, ngươi nên như thế nào cứu vớt Giang Thương Hải?" Lại bộ thượng thư mí mắt cuồng loạn. Nữ đế vậy mà hướng đế quân hỏi thăm quyết sách ý kiến, xưa nay chưa từng có. Trước kia nữ đế bất kỳ cái gì quyết đoán, nhất định phải trải qua mình nghĩ sâu tính kỹ, cho dù là túi khôn Giang Thương Hải, cũng chỉ có thể cung cấp một chút đề nghị. Coi như Giang Thương Hải đề nghị rất tốt, nữ đế bình thường cũng sẽ không toàn bộ tiếp thu, tất nhiên sẽ tăng thêm một chút giải thích của mình đi vào. Giờ khắc này, lại bộ thượng thư bản thân cảm nhận được nữ đế biến hóa. Nữ đế, thật không đồng dạng. Bá đạo lệ khí bị tiêu ma rất nhiều, bằng thêm mấy phần khéo hiểu lòng người, dịu dàng động lòng người khí chất. Bệ hạ, nàng, lại bộ thượng thư muốn hướng bên người hai nữ thỉnh giáo. Nhưng Ngọ Điệp liếc mắt liền nhìn ra hắn nghi hoặc, một đôi mị nhãn ý vị thâm trường, truyền âm nói. Chỉ cần có đế quân tại, bệ hạ liền có chủ tâm cốt, nàng liền sẽ không mê mang, đế quân chính là bệ hạ an tâm thuốc, thanh tâm chú. Hiện tại ngươi minh bạch, bệ hạ vì sao nghe thấy đế quân thức tỉnh, liền trước tiên vội vàng chạy đến à? Lại bộ thượng thư ừng ực một tiếng nuốt nước miếng, thăm dò tính truyền âm nói, bởi vì ngay lúc đó bệ hạ đã áp chế không nổi trong lòng lệ khí rồi. Ngọ Điệp dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, chống đỡ tại bên môi đỏ mọng, ra hiệu không thể ngoại truyền, đây là ngói xanh tiểu trúc bên trong bí ẩn. Ta hiểu, ta hiểu, lại bộ thượng thư liên tục gật đầu. Vạn vạn không nghĩ tới, đế quân không chỉ có văn võ song toàn, thông hiểu cổ kim, còn đối bệ hạ trọng yếu như vậy. Khó trách thần thành chi chủ cướp người thời điểm, Tô Thanh Thu cùng Ngọ Điệp như vậy lo lắng, thì ra là thế, thì ra là thế. Trong lúc nhất thời, lại bộ thượng thư trong lòng sợ hãi thán phục, đến tột cùng bắt đầu từ khi nào, đế quân không ngờ trải qua trở thành Đại Tấn Vương triều trụ cột. Mà Đại Tấn con dân, lại đối đế quân kiến thức nửa vời, đối đế quân tầm quan trọng hoàn toàn không biết, nếu như ta là nữ đế sao. Mạnh Khinh Chu vuốt cằm, lâm vào trầm tư, trong đầu hồi ức tiểu thuyết kịch bản. Thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Nếu như ta là nữ đế, ta biết được Phật quốc bí ẩn, đương nhiên là trước tiên đem những này tin tức giao cho Giang Thương Hải, ta lựa chọn tin tưởng Giang Thương Hải. Đã Giang Thương Hải thân là quốc chi cột trụ, thân là đế vương, lẽ ra tin tưởng hắn. Đương nhiên, ta không phải đế vương, ta sẽ làm mấy tay chuẩn bị, để phòng ngoài ý muốn. Mạnh Khinh Chu vỗ vỗ Đông Phương Lưu Ly bờ mông, ra hiệu nàng trước một chút. Đông Phương Lưu Ly ngoan ngoãn đứng dậy, còn Chi Kỷ bưng lên một ly trà, để Mạnh Khinh Chu thấm giọng nói lại nói. Hoang vực hướng Tây, màu da cam ánh nắng bao phủ cuốn thành gió cắt vàng, gào thét gió táp, xe rách lấy vạn dặm sa mạc. Giống như là tại kéo một khối màn sân khấu, khiến cho vùng vức mặt cát nổi lên gợn sóng, giống như mặt nước gợn sóng. Năm chữ hình dung Đại Mạc cô yên thẳng. Hoàng hôn mặt trời lặn dưới, một đội thương khách đội ngũ, cưỡi lạc đà ghé qua sa mạc. Dẫn đầu một người bọc lấy khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi vần đục nhưng sắc bén con ngươi, giấu kín tại rộng lượng vành nón hạ. Giang Thương Hải nhấc nhấc khăn che mặt, cảm khái nói. Phật quốc hoang vu, ở nơi này mọi người, chỉ là con sống, liền cần đấu với trời đấu với người, sinh hoạt cực khổ. Cho nên cần một cái tín ngưỡng, chống đỡ lấy mình sống sót, cái này liền cho thiền đạo mọc rễ nảy mầm thổ nhưỡng. Cùng Giang Thương Hải sóng vai mà đi còn có một cái khác lạc đà, Lâm Lục Cách ăn mặc thành thương đội hộ vệ, tay thời khắc đỡ lấy bên hông phác đao, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, truyền âm nói. Thủ phụ, thuộc hạ một mực có nghi hoặc, nghĩ mời thủ phụ giải hoặc. Vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng Phật quốc, làm tập kích đối tượng, thế nhân đều biết, Phật quốc bí ẩn, mấy ngàn năm đến nay giấu cực sâu, rất khó tìm. Bất luận nhìn thế nào, phương Bắc Thế Tông Liên Minh mới là tiến công chớp nhoáng lựa chọn tốt nhất. Thế gia tông môn bão đoàn sưởi ấm, chúng ta chỉ cần cắm vào nội địa, sau đó lôi đình một kích, liền có thể khiến cho trọng thương. Giang Thương Hải lấy xuống khăn che mặt, vuốt vuốt sợi râu, thanh lý dính tại sợi râu bên trong hạt cát, sau đó lấy ra ấm nước, uống một ngụm, lau lau bên miệng nước đọng, nói ra. Ngươi cũng có thể nghĩ tới đạo lý, phương Bắc Thế Tông Liên Minh nghĩ không ra sao, phương Tây Phật Quốc nghĩ không ra sao. Tiến công chớp nhoáng chủ yếu ở chỗ xuất kỳ bất ý, nhanh chuẩn hung ác một kích mất mạng. Phương Bắc Thế Tông Liên Minh một mực đề phòng Đại Tấn. Trong quân sắp xếp rất nhiều nhãn tuyến, chắc hẳn đã biết được trăm vạn đại quân lặng yên cách cảnh tin tức, cho nên khẳng định có chỗ đề phòng. Giang Thương Hải dừng một chút, không có tiếp tục nói đi xuống. Lâm Lục cũng không có hỏi tới, biết thủ phụ đại nhân cố ý khảo nghiệm,
trầm tư một lát, hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Cho nên, thủ phụ ngài lựa chọn tiến công phương Tây Phật Quốc, một thì xuất kỳ bất ý, chỉ sợ phương Tây Phật Quốc cũng không nghĩ đến, cho nên lơ là sơ suất. Thứ hai, để phương Bắc Thế Tông liên minh nghi thần nghi quỷ, không cách nào đưa ra dư lực làm phá hư." Lâm Lục giơ ngón tay cái lên, kém chút một câu ngưu bức thốt ra, ấp ủ nửa ngày, biệt xuất một câu hơi có vẻ vẻ nho nhã từ: "Thủ phụ đại nhân thật là thần nhân vậy." Giang Thương Hải cười lắc đầu, dò xét mắt thấy hướng về phía trước, chỉ gặp huyên náo rất bên trên Hoàng Charix. Chậm rãi đi ra một vị khổ hạnh tăng, chống một cây thiền trượng, một tay nâng một bản kinh văn đọc, hướng phía thương đội bên này đi tới. Nhìn thấy người này, Giang Thương Hải ý cười chậm rãi thu liễm, không có bất kỳ cái gì biểu thị, vẫn như cũ phối hợp nói với Lâm Lục: "Kỳ thật, ngươi nói sai." Lâm Lục phát đao nửa ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước khổ hạnh tăng, nghe vậy cảm thấy nghi hoặc quay đầu: "Cái gì? Ngươi nói sai một điểm, từ khi chúng ta tiến vào Phật Quốc cảnh nội, Phật Quốc âm thầm người thao túng, liền đã biết." Giang Thương Hải lạnh nhạt nói. Lâm Lục mê mang không thôi, lơ ngơ: "Thủ phụ đại nhân, ngài, rốt cuộc là ý gì?" "Ý của ta là..." Giang Thương Hải phun ra một ngụm chọc khí, ý cười không rõ, nói: "Chúng ta chi này một mình, cũng không phải là chủ lực, càng không phải là đến đánh đồ bỏ tiến công chớp nhoáng. Đây chỉ là ta phóng thích cho ngoại nhân nhìn sương mù mê trướng, chúng ta cần làm rất đơn giản, cũng rất khó." Lâm Lục nhìn xem thủ phụ Tiếu Dung, bỗng nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng bay lên mà lên, có chút hoảng sợ, hỏi: "Chúng ta đến cùng là tới làm gì?" Giang Thương Hải quay đầu, nhìn thẳng Lâm Lục, ý cười biến mất, khuôn mặt nghiêm túc, gằn từng chữ: "Ngăn chặn Phật Quốc, để bệ hạ an tâm tiêu diệt Thế Tông Liên Minh. Nếu như ta là nữ đế, đương nhiên là lựa chọn tiến công Thế Tông Liên Minh, nhưng là lại không thể quá rõ ràng. Cho nên phóng thích một chút tin tức giả nghe nhìn lẫn lộn, đương nhiên, chỉ là tin tức giả còn chưa đủ, diễn trò làm nguyên bộ." Mạnh Khinh Chu vươn người đứng dậy, ngữ khí trịch địa hữu thanh, bang bang hữu lực: "Đại Tấn thống nhất ý chí, thế nhân đều biết. Phương Bắc Thế Tông Liên Minh, phương Tây Phật Quốc đều cảnh giác chúng ta, bọn hắn cũng hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý, vô luận chúng ta lựa chọn tiến công phương nào, một phương khác tất nhiên sẽ làm rối, tốt nhất khiến cho song phương giao chiến lưỡng bại câu thương, để cho hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi." Giang Thương Hải lập tức điều trăm vạn đại quân, nhìn như là lặng yên xuất hành, nhưng ta cảm thấy càng giống là diễn trò, có thể nói Mission Impossible bên trong đĩa, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Phương Bắc Thế Tông Liên Minh là yếu thế một phương, cho nên theo lẽ thường, chúng ta nhất định sẽ tiến công phương Bắc Thế Tông Liên Minh. Cho nên, phương Bắc bên kia nhất định là hùng quan sát ngồi, ngàn phòng vạn phòng. Nhưng qua đoạn mấy ngày, bọn hắn liền sẽ phát hiện. Giang Thương Hải chưa từng xuất hiện, ngược lại hiện thân phương Tây Phật Quốc, phương Bắc Thế Tông Liên Minh tất nhiên phớt lờ. Tô Thanh Thu xuất hiện, giơ tay lên nói: "Lão gia, ngươi sao có thể khẳng định phương Bắc Thế Tông Liên Minh trông thấy thủ phụ hiện thân phương Tây Phật Quốc nhất định sẽ phớt lờ đâu?" Mạnh Khinh Chu cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói: "Trăm vạn tinh nhuệ, lại thêm một cái quốc chi cột trụ, một khi bồi đi vào, Đại Tấn đem thụ trọng thương, ai có thể không tin? Ai lại dám tin tưởng Giang Thương Hải chi độc kế, có thể điên cuồng đến một bước này đâu?" Dù là đơn thuần hồn nhiên kiếm tiên tử, nghe nói Mạnh Khinh Chu càng lạnh giọng điệu, đều cảm thấy một trận rùng mình. Thật là ác độc mưu lược. Đối địch độc, đối mình độc hơn. Đông Phương Lưu Ly trầm mặc, trong mắt phượng hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật Giang Thương Hải không có cùng nàng đã thông báo cái gì, đối với Giang Thương Hải hành động, nàng cũng đang suy đoán. Mạnh Khinh Chu lời nói, cùng nàng trong lòng suy nghĩ không mưu mà hợp. "Ngươi nói tiếp," Đông Phương Lưu Ly nói. Mạnh Khinh Chu ngữ khí có chút dừng lại, kết hợp trong sách đối với Giang Thương Hải làm người miêu tả, kết hợp người thiết, lại nhìn hắn phương thức làm việc, cuối cùng thôi diễn cả bàn mưu đồ, càng nghĩ càng kinh dị, chậm nửa ngày, mới tiếp tục nói ra. "Phương Tây Phật Quốc đồng dạng nghĩ không ra, Đại Tấn sẽ ngốc đến mức cùng bọn hắn cùng chết, hoang vực bây giờ tạo thế chân vạc, trong đó, phương Bắc Thế Tông Liên Minh yếu nhất. Bất luận nhìn thế nào, nếu là nghĩ thống nhất hoang vực, đều hẳn là đem ra hỏa này đá ra khỏi cục, sau đó tiến hành một đối một hoàng thành biết." Tô Thanh Thu bưng tới một cái bàn nhỏ ngồi nghiêm chỉnh, như cái học sinh tiểu học, lần nữa nhấc tay, nhu nhu nói: "Hoàng thành phòng khám có ý tứ gì?" Mạnh Khinh Chu yên lặng, giải thích nói: "Quyết đấu ý tứ, nha, vậy ta nói tiếp rồi. Lão gia thỉnh giảng." Mạnh Khinh Chu tằng hắng một cái, tiếng nói nặng nề nói: "Cho nên, phương Tây Phật Quốc đồng dạng bị đánh một trở tay không kịp, coi là Đại Tấn muốn cùng bọn hắn ăn thua đủ. Tất nhiên không dám áp lên toàn bộ thẻ đánh bạc một trận chiến định thắng thua, cái này cho thủ phụ đầy đủ thời gian, đem phương Tây Phật Quốc kéo vào chiến tranh đầm lầy." Đông Phương Lưu Ly bỗng nhiên chen miệng nói: "Phổ độ Phật Tổ đâu? Có hắn tại,
Giang Thương Hải trăm vạn đại quân bất quá một đám gà đất chó sành. Theo ta được biết, phổ độ Phật Tổ lúc này hẳn là đang bế quan, dù sao khoảng cách kình thiên cảnh chỉ kém một tia, dù là trời sập xuống, hắn cũng sẽ không quản, Mạnh Khinh Chu nói. Đông Phương Lưu Ly gật đầu, trong lòng khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Cuối cùng nghe thấy một tin tức tốt. Mạnh Khinh Chu uống một ngụm trà, làm trơn miệng, căn cứ trong đầu thôi diễn giảng thuật. Phương Tây Phật Quốc bị kéo ở, tất cả mọi người coi là nơi đó chính là chiến trường chính. Phương Bắc Thế Tông Liên Minh cũng sẽ bị lừa dối, cho là bọn họ trở thành người đứng xem, đoán chừng sẽ còn nghĩ đến làm điểm phá xấu. Lúc này, liền đến phiên Đại Tấn Nữ Đế, ra sân. Đông Phương Lưu Ly chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn về phía Mạnh Khinh Chu. Đại Tấn Nữ Đế phải làm gì? Mạnh Khinh Chu ngón trỏ cùng ngón cái vuốt ve, giọng điệu tản mạn, lại giống như kinh lôi. Đương nhiên là tiêu diệt Thế Tông Liên Minh, quên Đại Tấn truyền thống sao? Lấy chiến dưỡng chiến, tiêu diệt Thế Tông Liên Minh, liền có thể bổ sung quân nhu tài nguyên, tiếp tục đầu nhập phương Tây chiến trường. Mà khi đó, Giang Thương Hải chủ đạo kéo dài chiến, lập tức hóa thành chiến trường chính, cuối cùng quyết chiến, liền có thể mở ra. Hoang vực bá chủ sẽ tại phương Tây chiến trường chính quyết ra. Hôm nay thôn các thôn dân nhìn như bận rộn, cày ruộng, hoán áo, nấu cơm, kỳ thực đều tại nhất tâm nhị dụng. Một bên đóng vai tương ứng nhân vật, một bên vểnh tai nghe trộm ngói xanh tiểu trúc bên trong đối thoại. Đương nhiên, đây là trải qua nữ đế ngầm thừa nhận, nếu không không ai dám làm như thế. Qua tuổi hơn 200 tuổi hộ bộ thượng thư, có thể nói tam triều nguyên lão, quyền thế trọng đại, nghe xong đế quân một phen cao đàm khoát luận, không khỏi cảm thán. Đại Tấn đến đế quân, giống như mãnh hổ thêm cánh, giao long quy biển. Trước đây lão phu cũng đang suy nghĩ thủ phụ trụ quốc chân chính dụng ý, trải qua đế quân một phen chỉ điểm, rộng mở trong sáng nha. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng lão phu cảm thấy đây chính là thủ phụ trụ quốc chân chính mưu lược. Người bình thường xem không hiểu Giang Thương Hải mưu lược, dù cho nghe xong Mạnh Khinh Chu thôi diễn, hơn phân nửa ôm bán tín bán nghi thái độ, cảm thấy này mưu quá độc, hại người hại mình. Lấy một nước chi địa, đồng thời đối kháng phương Tây Phật Quốc cùng phương Bắc Thế Tông Liên Minh, tựa như tại hố lửa bên cạnh biểu diễn, hơi không cẩn thận, như là chơi với lửa có ngày chớp cháy. Nhưng hiểu một chút Giang Thương Hải triều thần lại trong lòng rõ ràng, đế quân lời nói, 8-9 phần 10 tiếp cận chân tướng. Hộ bộ thượng thư cùng Giang Thương Hải là quan đồng liêu 60 năm, tương hỗ mà biết quá sâu, hắn biết Giang Thương Hải cũng không phải là nhìn qua như vậy hòa ái lương thiện. Thủ phụ trụ quốc trị phương lược thường thường là đâu vào đấy, chậm chậm mưu toan, một khi dụng binh đối địch, đều sẽ không từ thủ đoạn, vì đạt được mục đích, thậm chí không tiếc lấy mạng đổi mạng, hộ bộ thượng thư tự nhủ. Đúng lúc này, đế kinh trên không một đạo màu đen lưu quang, từ tây phá không mà đến, xẹt qua chân trời, bị tất cả mọi người trông thấy. Hộ bộ thượng thư ngẩng đầu, đồng mắt bỗng nhiên co vào, thấp giọng nói. Phong hỏa lưu quang, đại chiến báo hiệu. Từ phương Tây mà đến, đây là thủ phụ đưa tin, bọn hắn đã cùng phương Tây Phật Quốc chính thức khai chiến, ngói xanh tiểu trúc. Đông Phương Lưu Ly trông thấy kia một đạo màu đen lưu quang, im ắng than nhẹ, nói. Hoang vực thống nhất chi chiến, rốt cục, kéo ra duy mạc, cuộc đời thăng trầm, lại xem ngày sau. Mạnh Khinh Chu coi là Đông Phương Lưu Ly là lòng có cảm giác, hoài niệm ban đầu ở hướng làm quan thời gian, cho nên có cảm giác khái, biểu đạt ý chí. Yên tâm đi, có ta ở đây, mặc cho ngươi hồng thủy ngập trời, nhợt nhạt lật đổ, ta cũng có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Mạnh Khinh Chu ôm Đông Phương Lưu Ly bả vai. Ân, ta tin tưởng ngươi. Đông Phương Lưu Ly gối lên bờ vai của hắn, ánh mắt trống trơn. Tô Thanh Thu ngồi tại bàn nhỏ bên trên, hai tay vây quanh thon dài đùi ngọc, cái cằm gác lại tại đầu gối, trong lòng thầm than. Bệ hạ lại muốn công việc lu bù lên. Ta đi mua một ít đồ ăn, buổi tối hảo hảo khao khao ngươi. Đông Phương Lưu Ly đứng dậy, đẩy cửa mà đi, Kim Loan Điện. Chính ngũ phẩm trở lên quan viên toàn bộ trình diện, vô luận nghỉ bệnh, công vụ quấn thân, hết thảy thoái thác, mấy ngàn tên quan thân triều thần, từ điện đường một đường sắp xếp đến ngoài điện ngự nói. Tô Thanh Thu cầm kiếm lên điện, đứng ở nữ đế bên cạnh thân, thanh lãnh con ngươi nhìn đường hạ chư công. Đông Phương Lưu Ly người khoác long bào, tiếng nói nghiêm nghị. Chắc hẳn, tất cả mọi người nhìn thấy phong hỏa đưa tin, thủ phụ trụ quốc xuất đại tấn trăm vạn tướng sĩ, đã cùng phương Tây Phật Quốc chính thức giao phong. Đế quân cùng thủ phụ trụ quốc định sách, quyết định mở ra hoang vực thống nhất chi chiến, sách lược tạm thời trước không đề cập tới. Nữ đế ngừng nói, bỗng nhiên áo giáp rầm rầm tiếng va chạm từ ngoài điện truyền vào Kim Loan Điện. Từng đội hắc giáp binh sĩ bao vây cả tòa hoàng cung. Từ binh bộ 10 ngày đem tự mình dẫn đội, cầm trong tay danh sách, không hỏi nguyên do, phá tan một mảnh phiến phiến đại môn. Hoạn thần tổng quản Lý Phàm chính là địch quốc ám tử, tội danh thành lập, giết không tha. Thổi phù một tiếng, máu tươi văng khắp nơi,
thật lớn một cái đầu lâu ủng ục ục lăn xuống. Trong lúc nhất thời, nội viện hoàng cung vang lên từng tiếng thất kinh la lên, xen lẫn phốc 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 đao kiếm ra thân lợi khí nhập thể tiếng vang, lập tức máu chảy thành sông, mùi hôi thối tràn ngập hoàng cung. Không chỉ có là nội viện hoàng cung, liền ngay cả trên Kim Loan điện, ngự giá phụ cận quan to quan nhỏ cũng có hắc giáp quân vây quanh. Triều thần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đặc biệt là một chút thân phận không minh bạch ra hỏa, càng là mồ hôi đầm đìa, vội vàng lên tiếng: "Bệ hạ, đây là ý gì?" Đông Phương Lưu Ly khóe miệng nhếch lên, ý cười lãnh túc: "Quốc chiến trước đó, tiêu diệt toàn bộ phản quốc thần tử, còn có địch quốc gian tế. Hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người cho trẫm trừng to mắt hảo hảo nhìn, phản bội đại tấn hạ tràng. Binh bộ 10 ngày tướng, theo danh sách tuyên đọc tội trạng, tại chỗ chém giết. Trẫm hôm nay phải dùng máu của các ngươi tế quân uy." Binh bộ 10 ngày đem ôm quyền khom người, thân sắc hờ hững, a nói: "Cẩn tuân bệ hạ khẩu dụ." Lập tức, binh bộ 10 ngày đem móc ra một bản ba tấc dày danh sách sổ, xốc lên tờ thứ nhất máy móc: "Hộ bộ chính tứ phẩm Ân Khoa Lang, quê quán Đại tấn Thanh Châu nhân sĩ, 3 năm trước đây bắt đầu cấu kết phương Bắc Thế Tông liên minh, buôn bán tình báo, là vì phản quốc tặc tử. Giết, chỉ gặp 10 ngày đem bên trong một người, sau cái động tác, dựng thẳng lên cổ tay chặt hướng xuống một chạm. Mấy tên hắc giáp quân trực tiếp nhấn ngược lại vị kia quan viên, đầu tiên là một đao xuyên qua đan điền, hủy bỏ tu vi. Sau đó vải trắng che mặt, dao găm cắt yết hầu, cuối cùng một cây tán hồn châm đinh nhập mi tâm, thần hồn trong nháy mắt tan thành mây khói. Một bộ quá trình nước chảy mây trôi, ngay trước triều đình bách quan trước mặt, giết một vị đại thần, giống như giết gà. Thậm chí không cần bất cứ chứng cứ gì, cũng không có nói ra chất vấn. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia trong lòng có quỷ người, đang không ngừng kêu oan. Chính tam phẩm hầu tước, cô kỳ hầu, nguyên nào đó tiểu quốc áo trắng chi thân, chủ động ném thành. Sau bởi vì lập công vô số, thăng nhiệm hầu tước, trải qua điều tra biểu hiện, cô kỳ hầu chính là địch quốc cọc ngầm, giết. Cô kỳ hầu bị nhấn ngược lại, lại chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng vang, hoành đao xuyên qua đan điền, đau hắn tê tâm liệt phế hô to: "Bệ hạ, oan uổng à." Nhưng một câu còn chưa nói xong, liền bị che mặt cắt yết hầu, thần hồn bị diệt. "Bệ hạ, quốc chiến trước mắt, có thể nào trắng trợn sát hại triều thần, sợ có dao động quân tâm nguy hiểm, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Một tóc trắng lão hủ bịch quỳ xuống, than thở khóc lóc nói. Binh bộ một vị thiên tướng vỗ vỗ tóc trắng lão hủ bả vai, lạnh nhạt nói: "Đừng quỳ, trên danh sách có người." Tóc trắng lão hủ kinh ngạc, nhìn lại, đã nhìn thấy một thanh sáng choang lưỡi đao đâm vào đan điền, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, tu vi toàn phế. Từ Kim Loan điện đến nội viện hoàng cung mỗi một nơi hẻo lánh, tiếng sát phạt bên tai không dứt, duy chỉ có hôm nay thôn vẫn như cũ siêu nhiên tại thế bên ngoài. Để phòng bị đế quân phát hiện mánh khóe, nữ đế không tiếc mở ra trận pháp, che giấu hôm nay thôn, ngăn cách tiếng vang, mùi máu tươi truyền vào trong làng. "Bệ hạ, tế quân uy có thể, nhưng lớn như vậy trương cờ trống, phải chăng có sai lầm thỏa đáng?" Lại bộ thượng thư truyền âm hỏi ý. Nữ đế tay áo dài hất lên, đứng dậy, đồng mắt băng lãnh hờ hững liếc nhìn trước mắt giống như nhân gian luyện ngục tràng cảnh. Trong ánh mắt không có cảm xúc chập trùng, giống như là đang nhìn từng cái gà bị nhấn lấy giết, lạnh nhạt nói: "Trẫm làm việc, không cần trước bất kỳ ai giải thích, đi đến đang ngồi đến bưng, tự nhiên không sợ, trong lòng có quỷ mới có thể sợ hãi. Hôm nay tràng diện cũng là cho chư vị gõ vang một cái cảnh báo, công khanh nhóm chậm rãi thưởng thức. Không cần sợ hãi, phản quốc thông đồng với địch người, cùng địch không khác, địch nhân kêu thảm, đối với chúng ta tới nói là một loại mỹ diệu giai điệu mới đúng." Triều đình bách quan bên trong các lão thần, sắc mặt như thường, thậm chí có người liếc xéo những cái kia bị chém giết ra hỏa, phát ra một tiếng trùng điệp giọng mũi hừ lạnh, hơi có chút khoái ý. Về phần những cái kia tân tấn quan viên, thì là dọa đến run lẩy bẩy, rất giống từng cái chim cút, kính sợ có phép, không dám nhìn thẳng nữ đế. Tân tấn quan viên cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là nữ đế, cái gì gọi là hoang vực trăm nước, thôn tính thiên hạ người, duy tấn đế một người mà thôi. Bá đạo như vậy tuyệt luân nữ đế, đế quân thời gian, chỉ sợ cũng là nước sôi lửa bỏng, tân tấn đám quan chức trong lòng thầm nghĩ. Trọn vẹn 2-3 canh giờ quá khứ, thẳng đến máu tươi đem trọn phiến hoàng cung nhuộm đỏ, còn lại các thần tử, lúc này mới nâng lên rũ cụp lấy đầu, ngắm nhìn bốn phía, bỗng cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Chư quốc đối ta đại tấn thẩm thấu, vậy mà như thế chi sâu, lại bộ thượng thư kinh hãi vô cùng. Cả tòa hoàng cung, vô luận chức quan lớn nhỏ, khoảng chừng 1/5 người bị chém giết. Văn võ bá quan cầm trong tay ngọc hốt, đứng tại hội tụ thành sông vũng máu bên trong, chung quanh thây nằm vô số, nhưng không ai dám lên tiếng. Nữ đế ngồi tại ngôi cửu ngũ bên trên, lạnh nhạt nói: "Người tới, cho ái khanh nhóm ban thưởng ghế ngồi."
Quốc chiến trước mắt, chúng ta liền gối huyết hải mà nói Giang Sơn, vẫn có thể xem là một loại nhã hứng. Bệ hạ anh minh. Ngắn ngủi mấy canh giờ, nữ đế uy nghiêm hiện lên thẳng tắp Tiêu Thăng, lại kính lại sợ. Công khanh bách quan giày vớ bị máu nhuộm dần ướt đẫm, bàn bên trên rực rỡ muôn màu thức ăn hoa quả, chân bàn bên cạnh thây nằm vô số, từng cỗ thi thể trợn to con mắt, không cam lòng mà chớt. Đây là nữ đế cảnh cáo, quốc chiến trước mắt, tỷ số thắng cực kỳ xa vời, chắc chắn hữu tâm trí không kiên người sinh ra lùi bước tâm tư. Nữ đế ý tứ rất đơn giản. Ngươi có thể sợ chiến, có người sẽ thay ngươi phụ trọng tiến lên, cùng lắm thì luận công hành thưởng lúc, ngươi ở bên nhìn xem chính là. Nhưng duy chỉ có một chút, tuyệt đối không thể phản quốc. Phàm là thông đồng với địch, chào hàng quân bán nước tử, hạ trang cùng nằm trên đất những người kia đồng dạng. Quân thần trong lòng nghiêm túc, tương hỗ đối mặt, không thể không sợ hãi thán phục bệ hạ thủ đoạn, khó trách tuổi còn nhỏ liền có thành tựu như thế này. Trong đó cứ việc không thể thiếu đế quân phụ tá, nhưng nữ đế tàn nhẫn quả quyết thiết huyết cổ tay, cũng ắt không thể thiếu. Đông Phương Lưu Ly lay động rượu trong chén tương, như huyết sắc quỳnh tương, môi son khẽ mím môi một ngụm, hiển thị rõ yêu dị, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đế quân cùng thủ phụ trụ quốc định ra quốc sách phương châm, lần này phát binh phương Tây Phật quốc, chính là biểu tượng mà thôi, đại tấn chân chính mục tiêu thì là phương Bắc Thế Tông Liên Minh. Soạt, quần thần xôn xao, phản ứng kịch liệt nhất chính là những cái kia không có tham dự hôm nay thôn quan viên, hoàn toàn không biết tình hình thực tế. Đại tấn cùng Phật quốc đối chọi, vốn là phần thắng không cao, bây giờ còn muốn đồng thời tiến công phương Bắc Thế Tông Liên Minh. Bệ hạ, thần cho rằng không ổn. Một quan viên đứng dậy, gấp giọng nói, nếu như đại tấn cùng một thời gian, phân hai đầu binh tuyến, đồng thời tiến công Phật quốc, Thế Tông Liên Minh, nhất định kích thích hai phe này thế lực cùng chung mối thù. Vạn nhất bọn hắn liên hợp lại, ta đại tấn, sợ có diệt quốc nguy hiểm. Đông Phương Lưu Ly tay trái chống đỡ gương mặt, tay phải giơ chén rượu, nhìn chằm chằm bên trong huyết sắc rượu, chậm rãi nói, ồ, kia không phải đâu, cùng phương Tây Phật quốc chậm rãi quần nhau, lại bị Thế Tông Liên Minh quấy nhiễu đánh lén, đánh cái lưỡng bại câu thương. Sau đó bây giờ thu binh, về nhà tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức chờ Thiên Châu Cơ ra đến, đại tấn lấy cái gì ngăn cản? Lại muốn bằng đế quân một người, vì nước sông pha chiến đấu sao? Đông Phương Lưu Ly năm ngón tay đột nhiên dùng sức, bóp nát chén rượu, quỳnh tương thuận bàn tay chảy xuôi, tiếng nói túc sát. Như vậy chẫm nuôi các ngươi thì có ích lợi gì? Đưa ra gián ngôn quan viên câm ở, suy đi nghĩ lại, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hậm hực cúi người hành lễ, lui về quan văn liệt kê. Thật là trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều. Phiên vương làm phản, sinh nhật yến bảy đại thế lực vây quét, Thục vương gõ đế quan, cực bắc đóng đô chi chiến, Thiên Châu khách tới. Luân phiên đại chiến, hao người tốn của, bách tính đều nhanh chết lặng. Nhưng là những nguy cơ này, một cọc một kiện đều không thể rời đi đế quân cùng thời không kiếm thánh trợ giúp, nếu không có hai người bọn họ, đại tấn sợ là đã sớm vong. Binh bộ 10 ngày đem bên trong một người ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, đế quân cùng thủ phụ định quốc sách thời điểm, nhưng từng nói qua, như thế nào tiến công Thế Tông Liên Minh. Đại tấn từ khi thu phục thục địa, bảy đại thế lực, quân đội mở rộng đến 200 vạn, trong đó một nửa binh lực đều đi theo thủ phụ trụ quốc nghênh chiến Phật quốc. Liền ngay cả cấp cao chiến lực cũng rời khỏi một nửa, chẳng lẽ lại còn thừa một nửa cũng tận số xuất động sao, không cần người lưu thủ đại tấn à? Một chút thần tử bĩu môi, trong lòng đối cái này quốc sách cũng không xem trọng. Nói dễ dàng, làm khó. Hoang vực tạo thế chân vạc, trong đó Phật quốc thần bí nhất, ẩn ẩn cũng là mạnh nhất, tiếp theo là đại tấn, xếp hạng cuối cùng Thế Tông Liên Minh, cũng vẻn vẹn khiêm tốn đại tấn một bậc. Dựa vào cái gì đồng thời tuyên chiến hạng nhất cùng hạng ba, thật muốn có thực lực này, đã sớm thống nhất hoang vực, còn tốn sức a rồi cả những này hư đầu ba não. Đông Phương Lưu Ly ngữ khí bình tĩnh, nhìn thẳng binh bộ 10 ngày tướng, gằn từng chữ. Rất đơn giản, chẫm ngự giá thân chinh không phải liền là. Binh bộ 10 ngày đem lông mi điên cuồng loạn động, lên tiếng kinh hô, bệ hạ, tuyệt đối không thể, đại tấn cũng không phải là không người có thể dùng, há có thể để bệ hạ tự mình xuất chinh. Đứng tại đế tọa một bên Tô Thanh Thu, nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, bận rộn lo lắng truyền âm khuyên can. Bệ hạ, ngài phong ấn đã giải, mỗi động một lần tay đều tương đương với thiêu đốt một lần tuổi thọ, chỉ có mau chóng đột phá kình thiên mới là chính sự. Đông Phương Lưu Ly mặt không biểu tình, dung nhan tuyệt thế lộ ra thanh lãnh vô cùng. Nàng làm sao không biết trạng thái của mình đến tột cùng có bao nhiêu hỏng bét. Đại đế cấp bậc thần hồn tư chất, thần hồn thể chính là nửa bước kình thiên cảnh tự thân tu vi vẻn vẹn chiều huy cảnh trung kỳ. Thần hồn thể cùng nhục thân giống như một cái vạn quân sắt đà, cất đặt tại mấy cây que gỗ lập nên trên kệ, hơi không cẩn thận, sàn gỗ trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Mỗi động một lần tay đều tương đương với tại dùng lực lay động vốn cũng không có thể gánh nặng sàn gỗ.
Còn nữa, nếu là ngự giá thân chinh, làm sao có thời giờ tu luyện? Phải biết, tuổi thọ của nàng chỉ còn lại 3 tháng. Sau 3 tháng nếu vô pháp đột phá kình thiên, đến lúc đó nàng đem triệt để thân tử đạo tiêu, hồn phách đều không thể tiến vào luân hồi. Trẫm cũng không phải là tại hỏi thăm ý kiến của các ngươi, không cần khuyên can, muốn thành bá nghiệp người, không trả giá một chút, làm sao có thể chứ? Đông Phương Lưu Ly cười không ngớt, một lần nữa bưng lên một ly rượu, đổ đầy rượu, giơ lên cao cao. Đến, khai chiến trước đó, trẫm mời các ngươi một chén. Cầu chúc Đại Tấn thắng ngay từ trận đầu, triệt để kết thúc hoang vực chư quốc loạn chiến. Các ngươi đem đi theo trẫm bộ pháp, tên lưu sử sách, vạn cổ lưu danh. Quần thần tâm tình kích động, nhao nhao đứng người lên, đồng thời nâng chén cao giọng quát, kính bệ hạ. Hôm sau, một tin tức giống như vòi rồng giống như quét sạch cả tòa hoang vực thiên hạ, chư quốc rung động, vô số tiềm tu lão yêu quái nhao nhao xuất quan, nhấc lên thao thiên ba làn. Tất cả mọi người đang nghị luận, liền ngay cả một chút đang giao chiến không nghỉ tiểu quốc nhóm, đều không hẹn mà cùng ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Tiềm tu đại năng, rình mò thời cơ mà đối đãi dương danh thiên hạ người, các phương thái đầu, nước sâu cự ngạc vân vân, đều nhao nhao xuất quan, dự cảm đại thế sắp tới. Kế Thiên Châu mở ra đại nhất thống cuối cùng quyết chiến thời khắc, hoang vực cũng nghênh đón chung cuộc. Có tiềm tu đại năng quay đầu hướng phía mặt trời mọc phương đông bên kia nhìn lại, tự lẩm bẩm. Cùng ta đoán không sai, Đông Phương Lưu Ly chính là cái kia thôn tính người trong thiên hạ, vạn cổ khó gặp cân quắc nữ đế, đến tột cùng sẽ hay không trở thành người kế tiếp hoàng. Cũng có mắt người vành mắt thâm thúy, ngưng trọng nói. Đại Tấn nữ đế, Đại Tấn đế quân, Giang Thương Hải. Đại Tấn coi là thật người người như rồng, khí vận ngập trời a, hảo phách lực. Coi là thật thật là lớn quyết đoán, lại dám dẫn đầu nhấc lên thống nhất chi chiến. Hết thảy khởi nguyên, chỉ vì phương Tây Phật Quốc bạo phát sử thi cấp chiến dịch. Đại Tấn dẫn binh trăm vạn, đánh bất ngờ phương Tây Phật Quốc. Phong hỏa lang khói đã quét sạch Phật Quốc nửa giang sơn. Mà cái này còn không phải chân chính chấn kinh người khắp thiên hạ cái cằm sự tình. Chân chính như tiếng sấm tin tức là Đại Tấn thủ phụ Giang Thương Hải xuất quân làm thịt Phật Quốc một vị La Hán. Đến tận đây, 18 vị La Hán giảm quân số một vị, biến thành 17 La Hán.